tướng đề cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch. Bí thư Hà Nội cảnh báo tâm lý chủ quan ngày càng phổ biến. Cần cảnh các điểm cách ly F1 tại nhà ở Hà Nội. Hà Nội cách ly người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, chuyên gia nói gì? xét xử đối tượng vừa chốt kiểm dịch Covid-19, dùng dao rượt đuổi công an. Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Huyền Trang rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại hai thành phố lớn nhất của cả nước là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, chính phủ vừa ban hành nghị quyết 141. Theo nội dung nghị quyết, chính phủ yêu cầu tiếp tục giả soát, xây dựng, hoàn thiện các phương án, kịch bản, ứng phó, phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết cho phòng chống dịch. Cụ thể, chính phủ lưu ý cần phải giả soát kỹ, xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho công tác phòng chống dịch thời gian tới, đảm bảo khả thi, dễ thực hiện, thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu, nhấn mạnh các biện pháp y tế với ba trụ cột là cách ly chặt, nhanh, hẹp và giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể, xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả và nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế gần nhất, sớm nhất có thể, các biện pháp hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và việc đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân, người lao động, lưu thông hàng hóa phù hợp áp dụng tương ứng với cấp độ dịch của từng vùng, từng địa bàn theo tinh thần nghị quyết 128. Việc thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phải dựa trên nguyên tắc 5K, cộng với vaccine, cộng thuốc điều trị, cộng với các biện pháp điều trị, cộng với công nghệ và đề cao ý thức của người dân và các biện pháp khác cùng với đó là đẩy nhanh tiêm phòng tăng độ bao phủ của vaccine và bảo đảm thuốc điều trị nâng cao năng lực của hệ thống y tế giảm thiểu tỷ lệ tử vong chính phủ yêu cầu tiếp tục giả soát xây dựng hoàn thiện các phương án kế hoạch kịch bản ứng phó phòng ngừa giảm thiểu khắc phục rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết cho phòng chống dịch sớm có kế hoạch mở cửa lại trường học gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở trong đó khẩn trương giả soát đánh giá thực trạng, năng lực của hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở để đề xuất nhu cầu, cơ chế đầu tư bổ sung, kiện toàn, cân nhắc tập trung ở quy mô khu vực, đặc biệt cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nhân lực hiện có, tăng cường hợp tác công tư, phát huy vai trò của y tế tư nhân và tăng cường sự phối kết hợp giữa y tế tư nhân và y tế nhà nước trong phòng chống dịch, khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền trong năm 2022, các luật về dược, khám chữa bệnh và phòng chống bệnh truyền nhiễm. Trong những ngày qua, Hà Nội ghi nhận liên tiếp nhiều ca mắc COVID-19 mới. Trong khi đó, tâm lý người dân đang có xu hướng xả hơi sau quãng thời gian chống dịch, khiến số ca mắc mới trung bình thậm chí còn cao hơn giai đoạn trước. Đây là một điều hết sức tai hại, có thể làm thành quả chống dịch của thành phố từ trước đến nay thành đổ sông đổ bể. Trước tình hình này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát mạnh trở lại. Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. Tính từ ngày 11 tháng 10 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Theo ông Đinh Tiến Dũng, toàn thành phố Hà Nội đang có 12 chùm ca bệnh và vẫn còn hơn 120 điểm phong tỏa. Dự báo số ca F0 phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Bí thư Thành ủy Hà Nội cảnh báo tâm lý chủ quan càng ngày càng phổ biến, trong đó nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm 5K, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch khi không yêu cầu khách quét mã QR, khai báo y tế, thậm chí có cơ sở hoạt động trái phép, qua đó cho thấy diễn biến dịch COVID-19 tại Hà Nội có nguy cơ bùng phát mạnh. Thưa quý vị, trong những ngày qua, việc Hà Nội bắt đầu thực hiện cách ly F1 tại nhà đang tạo ra sự chú ý lớn từ dư luận. Lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã triển khai dựng hàng rào cách ly F1 tại nhà trong 14 ngày đối với trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Theo đó, Hà Nội đã ký ban hành công điện số 23 về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thành phố tiếp tục cách ly tập trung F1 14 ngày và thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thành phố yêu cầu bắt buộc cách ly tập trung hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn, cam kết chi trả kinh phí, thời gian thí điểm để khi có thông báo mới của thành phố. Ông Trương Kỳ Phong, sản đốc trung tâm y tế quận Hà Đông cho biết, trên địa bàn quận hiện có khoảng 70 F1 cách ly tại nhà, trải rộng gần như ở tất cả các phường. Quận triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà được khoảng một tuần nay. Hiện nay, quận Hà Đông sử dụng khu ký túc xá trường Đại học Đại Nam, phường Phú Lám làm nơi cách ly tập trung F1 với quy mô tối đa 320 người. Toàn quận có 3 khu dân cư cách ly y tế gồm tầng 7, trung cư HH2H Xuân Mai, phường Yên Nghĩa, tổ dân phố 3 phường Yên Nghĩa và khu đất dịch vụ cây quýt tổ dân phố 5 phường La Khê. Ông Nguyễn Đắc Long, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cho hay, mô hình cách ly y tế tại nhà giúp tránh được tâm lý hoang mang cho F1, người nhà, giảm tải cho điểm cách ly tập trung. Để thực hiện tốt mô hình này, cần có sự đồng thuận của người dân trong khu vực. Việc cử người giám sát, hỗ trợ F1 suốt 24 giờ trong ngày là bắt buộc để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc này cũng gây áp lực rất lớn cho lực lượng phòng chống dịch cơ sở. Theo ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, quận Hà Đông, cách đây 10 ngày, các F1 trên địa bàn đều phải đi cách ly tập trung, nhưng quận chưa chuẩn bị xong địa điểm. Lúc đầu chúng tôi cũng muốn chuyển F1 đi cách ly tập trung, nhưng đến nay, khi áp dụng cách ly tại nhà, áp lực không còn lớn khi tất cả các trường hợp F1 đều đã âm tính hai lần cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội, sau khi ghi nhận nhiều ca F0, Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội đã lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2 m để phòng chống dịch. Vào chiều 17 tháng 11, ông Nguyễn Ngọc Chiến, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội cho biết, trong vòng một tuần trở lại đây, trên địa bàn phường ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo ông Chiến, sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2, Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ đã cách ly phong tỏa các ngõ 678, 720, đường La Thành và một phần của ngõ 612, nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ. Ngay trước cửa Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ, số 52, ngõ 612 La Thành cũng được lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2m để chống dịch, để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo cho cộng đồng và bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Giảng Võ đã quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, khoanh vùng cách ly, phong tỏa 635 hộ dân với 2.535 nhân khẩu trên địa bàn phường để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất liên quan đến quy định mới của Hà Nội về cách ly tại nhà người về từ một số địa phương có nguy cơ dịch cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đang gây xôn xao dư luận. Đã có ý kiến một số chuyên gia cho rằng điều này là không hợp lý. Theo công điện mới về phòng chống Covid-19 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, thành phố yêu cầu với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc là f0 đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, cấp độ 4 và cấp độ 3 tương ứng với màu đỏ và màu da cam và các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, có quyết định cách ly của địa phương trong vòng 7 ngày, thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Những người này phải xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và thứ bảy thay vì một lần như trước đây. Quy định này của Hà Nội được cho là gây bất ngờ, bởi thành phố hiện vẫn xác định đang ở cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình về COVID-19. Nhiều người tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương e ngại khi di chuyển ra Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, quyết định bắt buộc cách ly vừa ban hành của Hà Nội là không hợp lý. Theo ông Nga, người từ thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh như là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, khi ra Hà Nội, nếu đi máy bay thì đều đã phải tiêm hai mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính. Như vậy tại sao còn phải cách ly? Ông Nga cũng cho biết, hiện nay thành phố Hà Nội rất lo ngại nguy cơ lây lan dịch. Thế nhưng việc xuất hiện các ca nhiễm mới không phải chỉ do người từ nơi khác về, mà có yếu tố dịch tễ từ nội bộ của thành phố Hà Nội. Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng dịch đã lây lan trong cộng đồng. Hiện nay, nếu đi khám, tình cờ cũng có thể phát hiện nhiều người có virus, kể cả những người đã tiêm vaccine rồi. Tuy nhiên, họ có thể có virus nhưng không phải người bệnh. Theo ông Nga, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh vẫn có hơn nghìn ca mắc COVID-19 mỗi ngày, song đã cho mở lại nhiều dịch vụ hơn Hà Nội và đang tính cho mở lại hoạt động dạy học trực tiếp. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine của hai thành phố cao gần ngang nhau. Hà Nội không nên vì quá lo lắng mà có những quy định gây khó khăn cho việc mở cửa thích ứng linh hoạt, đặc biệt là với người nơi khác về thủ đô công tác làm việc, ông Nga khuyến nghị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của đợt dịch COVID-19 lần trước, sắp tới thành phố sẽ làm lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19, thông tin tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 16 tháng 11, cả nước có 23.270 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh có 17.263 người chiếm 74%. Theo phân tích số liệu về giới tại thành phố Hồ Chí Minh, số tử vong ở nam giới thấp hơn nữ giới, nam chiếm 41,5% và nữ chiếm 58,5%. Về độ tuổi, 86,5% người tử vong là người trên 50 tuổi, trong đó, người từ 45 đến 49 tuổi chiếm 5%, 50 đến 54 chiếm 7,8%, từ 55 đến 59 tuổi chiếm 11,6%. Từ 60 đến 64 chiếm 14,8% và trên 65 tuổi chiếm 52,3%. Trong số các trường hợp tử vong có 38 trẻ em và 62 thai phụ. Thưa quý vị, trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong công tác phòng chống của cả nước. Thế nhưng, đi cùng với đó, vẫn có không ít trường hợp vi phạm quy định, thậm chí là làm lây lan dịch bệnh. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với một chủ quán cơm làm lây lan dịch COVID-19 cho hơn 100 người. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Minh Hằng, 49 tuổi, ngụ tại phường 3 thành phố Tây Ninh, về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, dẫn đến lây lan dịch bệnh COVID-19 cho cộng đồng. Theo cơ quan điều tra vào ngày 17 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 CTTTG trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống. Tuy nhiên, bà Đặng Thị Minh Hằng, chủ quán cơm lộc đóng trên địa bàn khu phố 3, phường 3 thành phố Tây Ninh, không dừng việc kinh doanh quán ăn, không cho nhân viên nghỉ ở nhà mà vẫn tiếp tục buôn bán cùng với 5 nhân viên. Đến ngày 7 tháng 9, qua khám sàng lọc và lấy mẫu test nhanh, lực lượng y tế phát hiện hai trường hợp là nhân viên phục vụ tại quán cơm lộc do bà Hằng làm chủ xương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị chức năng đã tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ, xác định ban đầu có 8 trường hợp tiếp xúc gần là F1 trở thành F0, hai trường hợp là F2 trở thành F0. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh, từ ổ dịch tại quán cơm lộc này đã phát hiện thêm 96 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 61 trường hợp F1 ở cộng đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng, chi phí điều trị, cách ly. Cùng liên quan đến việc vi phạm phòng chống dịch trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, vừa qua, Tòa Nhân dân huyện Tuy Phước, Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo LVS, 45 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, 5 tháng tù về tội chống người thành công vụ. Theo cáo trạng, mặc dù vào thời điểm thị trấn Diêu Trì đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vào khoảng 6 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2021, ông S và một người bạn điều khiển xe máy đi từ nhà để chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại ngã ba giữa quốc lộ 1A và đường vào ga Diêu Trì xin qua chốt, với lý do đi mua đồ ăn sáng. Các thành viên làm nhiệm vụ tại chốt đã giải thích quy định về phòng chống dịch COVID-19 và yêu cầu quay lại, nhưng cả hai phóng xe vượt qua chốt. Sau đó, ông Võ Hữu Huân là cảnh sát khu vực Tổ trưởng tổ kiểm soát tại khu vực này đến nhà ông S và nhờ người nhà điện thoại kêu ông S quay về. Khi gặp ông S, ông Huân đã yêu cầu ông S lên trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Diêu Trì để làm việc, thay vì chấp hành, ông S chửi bới, đe dọa, rồi vào trong nhà lấy một con dao rượt đuổi ông Huân. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và gặp lại.